Sáng ngày 6 tháng 4, thông tin từ Quân chủng Hải quân, Quân chủng đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn máy bay Bell 505 số hiệu VN8650 của binh đoàn 18. Theo đó, lúc 20 giờ 10 phút ngày 5 tháng 4, Quân chủng Hải quân nhận được thông tin về việc máy bay trên của binh đoàn 18 bị tai nạn và rơi ở vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Thời điểm xảy ra tai nạn, máy bay đang thực hiện chuyến bay du lịch từ Tuần Châu ra Hạ Long. Trên máy bay có một phi công, đại tá Chu Quang Minh và 4 hành khách người Việt Nam. Hiện Quân chủng Hải quân đã huy động tổng quân số là 115 đồng chí với gần 20 phương tiện trang bị. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 6 tháng 4, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể thứ 3, bước đầu xác định là phi công. Đến 8 giờ ngày 6 tháng 4, kiếp lặn số 1 của Lữ đoàn 126 Hải quân đã tìm thấy khu vực xác máy bay rơi và chiếc ghế lái của máy bay ở cách phía tây Hòn Dép khoảng gần 200m, độ sâu 7m. Lúc 9 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân nữ. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 thi thể trong vụ tai nạn. Ngày 6 tháng 4, Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Hoàng Ngọc Vĩnh để điều tra xử lý theo quy định. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 4, tại ngã tư đường Xuân La, Võ Chí Công xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô biển kiểm soát 29A do tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển với 17 xe máy tại ngã tư Võ Chí Công, Xuân La, quận Tây Hồ. Vụ va chạm liên tiếp với cường độ mạnh khiến nhiều người bị thương và nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng. Sáng ngày 6 tháng 4, liên quan tới vụ ô tô gây tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào cuối giờ chiều qua tại đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, làm nhiều người phải nhập viện. Bệnh viện E đã tiếp nhận 14 người vào cấp cứu. Trong đó có 2 ca rất nặng là một nam thanh niên 28 tuổi quê ở Thái Bình bị hôn mê sâu do chấn thương sọ não, chuyển khoa hồi sức tích cực và chống độc để theo dõi, và bệnh nhân nam 37 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội phải mổ cấp cứu do sốc đa chấn thương bụng kính, chấn thương ngực kính, gãy hở 3B xương cẳng chân dập nát. Bác sĩ Nguyễn Công Hụ, giám đốc bệnh viện E cho biết, đây là ca cấp cứu với số người bị tai nạn giao thông rất nhiều và nặng, nên bệnh viện đã thực hiện quy trình báo động đỏ trong cấp cứu, huy động đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng với hơn 50 người của nhiều chuyên khoa tham gia. Liên quan việc di dời hàng loạt cây xanh trên đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức, ngày 5 tháng 4, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao An Phú, Lương Minh Phúc cho biết, việc di dời là để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công các hạng mục nút giao thông An Phú. Theo ông Phúc, 1.300 cây xanh sẽ được bứng, nuôi dưỡng để đưa về trồng lại cũng như sẽ trồng thêm nhiều cây, tăng mảng xanh sau khi hoàn thành nút giao này. Trong thiết kế, dự án sẽ xây dựng đảo trung tâm, tháp biểu tượng cùng các hạng mục khác như hồ nước, đài phun nước, chiếu sáng mỹ thuật. Ngày 6 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an TP.HCM cho biết, trong quý 1 năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được duy trì ổn định, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Theo đó, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông TP.HCM đã xử lý hơn 148.220 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 25.460 trường hợp, tạm giữ 285 xe ô tô, 30.986 xe máy, 461 xe ba bốn bánh. Trong số này có hơn 25.260 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 22.760 trường hợp vi phạm tốc độ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông TP.HCM cũng đã phát hiện và tham gia truy bắt 43 vụ việc phạm pháp hình sự xảy ra trên đường. Qua đó tạm giữ 39 đối tượng, 26 phương tiện và thu giữ nhiều tang vật. Hồ thủy lợi Pró có dung tích 3,2 triệu mét khối nằm trên địa bàn xã Pró, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, có nhiệm vụ tưới nước cho 515 hectare rau màu của người dân. Vài năm trở lại đây, tình trạng vi phạm hành lang an toàn hồ này diễn ra hết sức nghiêm trọng. Tại khu vực gần đập tràn xã Lũ Hồ Pró, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Pró đã làm sàn thép hợp lát gỗ và xây dựng hàng rào, làm lều, quán, tường, công trình tạm,
trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với diện tích 258 m2, đắp đập ngăn nước và làm cầu phao chắn ngang khe suối chính đổ về hồ Ró. Ngoài ra, nhiều người dân còn tiến hành đào, cuốc, xới, gieo trồng các loại cây rau màu trong phạm vi bảo vệ hồ với diện tích hàng ngàn mét vuông. Trên tuyến quốc lộ 28B nối giữa tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, tình trạng người dân lấn chiếm đất hồ thủy điện, đất rừng, vi phạm hành lang an toàn đường bộ cũng diễn ra phức tạp. Còn tại khu vực hồ thủy điện Bắc Bình, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, hàng loạt hàng quán mọc lên, xâm phạm nghiêm trọng đến hành lang hồ. Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình đề nghị các địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình xây dựng trái phép, theo dõi việc chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, và nếu các trường hợp vi phạm không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích vị công tố viên thành phố New York, Alvin Bragg, truy tố ông với hàng loạt tội danh hình sự. Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi bị truy tố hơn 30 tội danh trước hàng trăm nhà tài trợ, đồng minh chính trị và những người ủng hộ khác, sau khi trở về Mar-a-Lago, dinh thự bên bờ biển ở miền nam Florida, ông Donald Trump cho biết chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì như thế này có thể xảy ra ở nước Mỹ. Ông một lần nữa khẳng định mình vô tội. Trước đó, ngày 4 tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình diện tại tòa án New York, trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự. Theo CNN, không lâu sau khi tới văn phòng chánh biện lý Manhattan, Alvin Bragg, ông Donald Trump đã bị cảnh sát bắt giữ, chụp hình, lấy dấu vân tay, theo thủ tục, rồi bị truy tố tại tòa, từ lúc 14h15 cùng ngày, theo giờ địa phương. Phiên tòa truy tố kéo dài khoảng 1 giờ. Thẩm phán Machen cho ông Donald Trump tại ngoại, không yêu cầu nộp tiền bảo lãnh. Hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu ngày 5 tháng 4 của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh việc Phần Lan gia nhập NATO làm tăng nguy cơ xung đột tại Ukraine tiếp tục leo thang. Điện Kremlin tuyên bố sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả. Trước đó, Phần Lan đã chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự này. Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định việc Phần Lan gia nhập NATO là một bước thắt chặt an ninh cho chính quốc gia này, đồng thời giúp khối quân sự củng cố sức mạnh. Phần Lan và Thụy Điển đã chấm dứt chính sách không liên kết quân sự kéo dài 70 năm và quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO năm ngoái. Đơn xin gia nhập của hai quốc gia Bắc Âu này đã được chấp thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO hồi tháng 6 năm 2022.